chỗ cái chú mà mắc. Cắm á. Hoa bình bỏ bình hoa đi luôn chứ. Nãy ai cầm nó dễ trái cây đâu rồi. Trái cây khỏi đi kìa. Không để lên trên. Không, trái cây khỏi đi. Mặt không, không, không để. Nó để. Rồi chị ơi, anh ngồi sao anh dịnh giùm em ăn sợ gớt á. Anh là ghế phải không? Dạ. Đi đây không con, để đi vào những chi đó nhá. Thôi giữ gìn sức khỏe, hết pin đã bảo pin rồi bật lên lại, giữ gìn
Dạ có pin nó cãi gì hết, pin cãi bỏ vô. Dạ. Điện thoại đâu, điện thoại em đâu? Dạ. Đức giữ á, nãy anh đưa cho Đức á. Rồi vô đóng cửa nha. Rồi bye bye nha. Dìm tới về quê nha mấy anh. Dạ. Tới nay tới chốn nha mấy anh. Yên tâm, yên tâm. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Dạ. Anh canh cho mấy em quay đầu cái giùm được không anh? Đi nghe cả nhà. Giờ mới chính thức lên đường. Quay đầu đi anh ơi. Quay đầu luôn anh. Hãy đăng ký kênh YouTube của Hội Thiện Nguyễn nha quý vị. Hãy like và chia sẻ. Cái này vô đâu coi được anh? Vô nó hay đăng ký kênh YouTube đó anh. Hội Thiện Nguyễn BDS. Ghê luôn. Ghê lên rồi, ghê đây anh Hoài, ghê đây. Này ra luôn hả, được không? À, đâu biết dưới đây đường nào rồi. Thôi, lỡ quay đầu rồi, quay luôn. Vô luôn. Chỗ hello, chào cả nhà. Chào chị, chào gia đình. Dạ. Em là bên Hội Thiện Nguyện BDS, đội cứu thương cộng đồng. Dạ. Chú bị sao mà mắc cái chú? Thì nói chung là chị thì bán ở dưới Bình Dương, bán cơm cho sinh viên dưới Bình Dương á. Dạ. Thì chị nghe báo là ba mắc, thì chị lên chị thấy là ba là giống như là cũng treo cổ thì tử là như vậy đấy. Sao mà chú treo cổ, có biết nguyên do không chị? Cũng không biết nguyên do được, nhưng mà ba có viết giấy để lại. Dạ. Rồi giống như công an nó cũng can thiệp vô điều tra thì xác nhận ba là tự tử có mục đích. Mà không, cô còn má còn. Cô hiện tại đang ở nhà ở ngoài. Đang nhà về là gặp má. Chị là con thứ mấy? Con đầu. Gia đình mình có bao nhiêu người? Nhà chị bốn anh chị em, chị con đầu, chị xong đến thằng cu, xong đến bé, xong đến cu nữa. Vậy là chú là chú này là vô Nam lâu chưa? Mới vô vào tháng 5. Tháng 5. Làm từ đó đến giờ đó. Còn chị là vô lâu rồi? Chị là vô, chị lấy chồng trong này rồi. Chị vô đây lâu à. Chồng chị là ở đây? Chồng chị là người Bình Thuận. Người Bình Thuận. Rồi hai vợ chồng thuê chỗ để buôn bán ở Trinh Hạnh. Chị thuê ở đâu chị? Chị thuê gần Đại học Quốc gia, ngay đây nhà văn hóa sinh viên, em biết không? Sinh viên Đông Hòa, bên trường Đông Hòa, gần chợ đêm, em biết không? Ở đâu á? Ở Đại học Nông Lâm đi vô, em biết không? Là lúc ngoài Thủ Đức á hả? Đấy. Nhưng mà nó lại thuộc Dị An. Rồi. Chú Định này là ở lên vô đây, ở nhà ai trong đây? Làm cho bà chị. Bà chị này là con ruột của bà chị, tức là mẹ của cái chị này là chị ruột của ba. Dạ. Vậy là mẹ. Tức là đi làm cho cháu. Đi làm cho cháu. Cháu kêu cậu á. Là làm cái gì ạ? Bảo vệ cho một cái trung tâm bồi dưỡng con ngón. Còn chú là sao với chú Định? Là cháu kêu bằng chú. Nhà chú Bình Dương luôn hay sao? Nhà ở Bình Dương. Nhà chỗ nào Bình Dương? Ở Lê Uyên, Bầu Bàng, Bình Dương. Chú này mắc là lúc đó chú có đó không? Thì sau khi mắc thì người nhà báo bên trường nó báo thì tới là công an đã phong tỏa hết rồi. Yeah. Phong tỏa hiện trường rồi. Là chú có biết nguyên do tại sao mà chú này muốn tự tử không? Không biết nguyên do, nhưng mà sau khi công an nó điều tra và kết luận là sau viết mà có một cái tờ giấy để lại, nó là bệnh quá chịu không chịu nổi nên ta tự tử.
vậy là bệnh gì chứ? Ý là anh chị ghi vậy, vậy anh kêu là đau quá chịu không nổi, từ từ anh chị ghi trong tờ giấy là như vậy thôi. Giờ bên pháp y người ta không có khám. Có khám nghiệm tử thi chứ? Có khám nghiệm tử thi luôn, và người ta có kết quả gì không chị? Kết quả thì không có cái bệnh gì. Không bệnh gì hả? Tức là có để tiền lại là giấy tờ là còn tờ, nguyên không mắc gì. Còn nguyên không mắc gì hết. Bốn người đó rồi chị làm ở Thủ Đức, còn mấy anh em chị em khác ở nhà sao? Ở quê hết, ở Quảng Nam hết. Ở Quảng Nam, bé lấy chồng, còn hai đứa trai chỉ có lấy vợ. Hiện tại nhà dưới là cô ở dưới ai? Với hai thằng trai đó, với còn hai chị em gái lấy chồng rồi đó. Hai người con trai là chưa có gia đình. Chưa. Chưa có gia đình. Chưa. Dạ. Nhà mình ở dưới có chồng dạy làm gì không? Cũng làm nông rồi mấy sào ruộng thôi, tại vì hồi xưa nha chị nhớ là bố mẹ mà sinh chị với thằng em á là có ruộng thôi. Dạ. Còn hai đứa kia là giống như là đẻ quá thịt hóa gia đình gì quá của nhà nước là không có ruộng, chỉ có hai chị em đầu là có ruộng thôi. Là được ba bốn sào gì đó. Dạ. Chú vô đây rồi chú làm bảo vệ đó là hồi từ tháng 5 tới giờ. Từ tháng 5 tới bây giờ. Tháng 5 Tây. Năm Tây mà năm nào? Năm 2020. Năm này 2020. 2020 luôn. Là chú vô đây được khoảng 7 tháng nha. 7. Tháng 5 tới tháng 12 là khoảng 7 tháng rồi. Rồi chú là cũng ở tại đó luôn. Ở đấy ở đó luôn. Là cái chỗ mà hồi sớm mình vô đó hả? Đúng rồi. Rồi chị là hiện tại bán cơm. Bán cho sinh viên. Cái đó là mặt bằng đó là chị thuê hay là thê, nhà luôn? Thuê của người ta. Thuê của người ta là. Còn anh làm gì chị? Anh đi chạy xe. Chạy gì, xe gì? Xe công. Xe công Bắc Tiến Bắc Nam hay sao chị? Không, miền Tây với Sài Gòn. Miền Tây. Chị được mấy cháu rồi? Chị được ba cháu. Ba cháu. Rồi cô cho ngoại là hay tin rồi đúng không? Có rồi, có hay tin rồi. Rồi cô có đòi ra đây không? Không đi cũng không đi được, tại biết ở nhà dễ gì mà cho đi được thì biết ở đây làm thủ tục rồi đừng làm đưa về. Cô ra đường nó xa nữa. Hồi chiều á, lúc mà Lợi mà thầy tụng cái chỗ mà chú tự cái chỗ mà chú mắc á, em thấy đông lắm, không biết mấy người đó là sao với gia đình mình. Mấy người đó là giống như cùng quê đồ này kia người ta. Là cùng quê không? Người ta nghe, người ta nghe rồi sắp là từ dưới, em biết không, từ dưới Vũng Tàu cũng chạy lên đó đấy. Tại vì trong quá trình nghe là người ta chạy xe máy lên. Rồi người thì ở gì cũng Bù Đăng một đó mà anh sĩ là đâu trên này luôn đúng không? Nói chung là vòng quanh trên Sài Gòn là gần, tại vì ba em sống rất là, anh sống cũng tình cảm lắm. Cũng tính anh cũng được nhiều người thương lắm, cho nên nghe tin cái là người ta mới chạy tới để thăm. Rồi sao ở nhà bộ chú không ở làm ở quê hay sao mà ba đi Sài Gòn, đi vô Sài Gòn làm vậy? Ở quê vừa rồi là đi làm cái gì, mấy ông đi làm cầu đường á, đi làm hồ á. Nắng rồi dịch á, xong cái bà chị bà mới mở cái trung tâm bồi dưỡng này nè, bà mới đi thôi giờ cậu làm nắng nôi quá thì vô đi bảo vệ ở cho nó sạch sẽ mát mẻ, chứ giờ đi làm gì cũng cực. Rồi dịch bệnh á, người ta bị nghiêm cấm, có bữa đi bữa Đà Nẵng bị nghiêm cấm đấy. Đầu năm á, xong rồi ba mới vô đây, chứ cuộc đời anh giờ mới đi xa lần đầu tiên đấy chứ đâu có. Sao nhà con đông quá. Không sao, không cho chú năm nay nhiêu tuổi? Chú là sáu mươi. Sao không cho ông ở nhà là đi làm đi? Anh biết bà. Không, anh đi làm cho bà chị đúng không, ngày chủ nhật nghỉ mà anh còn đi cắt cây kiển cho người ta vòng vòng ngay chỗ gần trường đấy. Cho nên là cái tiền của anh có được vài triệu trong túi mà ghi để lại, đó là tiền anh đi làm thêm ở ngoài cho mấy người nhà nông ở ngoài ấy. Chứ anh không nghỉ giờ nào hết trơn á, tại vì nói chung là anh đi làm thì cũng muốn có đồng tiền để gửi về nhà trang trải gia đình. Bão vừa rồi nè nó cũng ảnh hưởng nữa. Thì cũng hình như là ông anh mới gửi tiền về cho má là tiền lương của ba là gửi hết chứ ba không lấy một đồng nào đó. Còn tiền trong túi là tiền của ba đi làm riêng ở ngoài á. Đợt bão vừa rồi nhà mình có ảnh hưởng không? Thì cũng tróc mái, ngã cây, ngã cối, là trầm có vòng quanh nhà vậy đó. Vườn thật là hư hết. Bão á. Dạ. Miền Trung mà năm này năm khác rồi cũng bị thiên tai hết á. Làm khó khăn quá, thành ra là anh phải đi làm thêm. Vào miền Nam kiếm việc để làm, để đến xoay sở việc nhà. Ở nhà mình ở đó là khu vực nào của Tiên Thủy? Tiên Sơn Thủy phải không? Tiên Mỹ. Là khu vực nào của Tiên Mỹ? Thôn 8 Tiên Mỹ, bây giờ nó sửa lại là thôn Trà Lai. Thôn Trà Lai, khu đó của mình là đèo, có đèo hay là sao chị?
dốc ở quê chị thì dốc không mà trong qua đèo thổi không có đèo. Dạ là mình ở vùng đó là vùng thôn chứ không phải là bản nha. Thôn nhưng mà bản. Dạ. Bản là phải lên trên nữa mới bản. Dạ. Đường cái đường đó hình như đợt rồi em nghe có sạt lở gì không chị? Thì được. Nó không sạt lở nhưng mà đường của chị và em về em thấy ghê lắm kìa. Nó hư hết. Hư. Nhà chị mặt lộ luôn hay sao? Không, nhà chị trong quê. Trong quê xe em vô được không? Đường vô đường tới nhà luôn. Đường bê tông. Đường bê tông vô tới nhà. Chú năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 53 tuổi. Dạ, chú vợ con mấy gia đình bao nhiêu người ạ? Bình chú vợ chồng với hai ba đứa con. Dạ. Chú vô Nam lâu chưa? Chú vô nay miền Nam là 20 mấy năm rồi. À. Rồi này là bà con gần. À. Còn chú nói là chú là chú kêu ông này là chú, là cháu chú giáo này. À, là nhà cũng gốc ở ngoại. À, gốc ở ngoại. Rồi vào đây lập nghiệp hiện tại là định cư ở Bình Dương luôn. Dạ. Dạ. Giờ chú này vô đây có thường liên lạc với chú không? Lâu lâu thì cũng có liên lạc, hoặc là chú có đi làm đi ngang thì cũng ghé thăm vậy thôi. Dạ. Nhưng mà gần đây cả hơn tháng nay thì không có liên lạc và cũng không có cái dịp để ghé. Dạ. À. Bé này tên gì chị? Bé Nguyễn Hạnh Trăng. À, còn chị? Này, chị giờ là chị Ngô Thị Mỹ Hạnh. Dạ. Con chồng chị? Chồng là Nguyễn Công Đức. Dạ. Ngủ thì thường hả? Rồi, cái áo quan này là chị mua hay sao? Không, thì chị cũng ở trong trường á, rồi và phụ huynh rồi thấy mới giới thiệu có người ta hỗ trợ giùm cho chị. Tại vì thấy bố cũng sống ở trong trường cũng tội nghiệp đấy. Rồi người ta cũng chỉ có người hỗ trợ cho được cái áo quan. Cái áo quan này ai hỗ trợ chị? Chị tại sao mà chị biết được số điện thoại hay là cái hội thiện nguyện BDF, cái chiến xe không đồng của tụi em? Là chị có cái người mà giới thiệu. Nói chung là chị hồi nãy là chị logo ở trong cái của ba, trong cái nghiệp công ty của ba này nè. Cho nên là ở ngoài là có hai ông anh ấy, ông đi chạy ở vòng ngoài, rồi có cái anh mà chủ trường đó là phụ huynh giới thiệu đâu đó là chị tới. Nói chung tại chắc hay là tụi em người cũng nổi tiếng thì cũng nhiều người biết tới hay sao mà có người giới thiệu mới biết. Còn chị thì hồi đó chị chỉ đi theo ba thôi cho nên là chị không biết gì. Hiện tại là tụi em là bên cái hội tụi em á là hội thiện nguyện BDS. À, còn chuyến xe là cứu thương không đồng. Yeah. Của chú Tâm Sang. Dạ. Yeah. Ừ. Cho nên là chạy xe là miễn phí hết. Dạ. Yeah. Bên em cũng có tặng áo quan luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Xe này hồi nãy là chị đi là có ai giới thiệu hay không biết ai giới thiệu là chị có tốn tiền chưa? Ý là nghe giới thiệu là xe tình nguyện không có tốn tiền. Dạ đúng rồi, yeah. Xe em là không tốn tiền, yeah. Em sợ có tốn tiền thôi. Dạ. Yeah. Đó, là vậy. Cầm hương, cầm bông. Anh tên gì anh? À, em Nguyễn Công Đức. À, anh là chồng của chị. Đúng rồi, chồng của Ngô Thị Mỹ Hạnh. Dạ. Cũng là con rể của Ba Định. Anh làm tài xế lâu chưa? Cũng lâu rồi, được mười mấy năm rồi. À, anh chạy tuyến miền Tây Sài Gòn thôi. Dạ đúng rồi. À, anh chở đó là anh chở sao? Em chở hàng lạnh. Hàng đông lạnh. Hàng đông lạnh đúng rồi. Nó là nó tính cước đúng không anh? Tính chuyến đúng rồi. Tính chuyến đúng rồi. Dạ. Anh có thường về Bình Thuận không? Nói chung là một năm về vài lần, lần hai lần vậy đó. Rồi còn hiện tại bây giờ là anh ở đâu? Hiện tại bây giờ thì đang hai chồng đang ở dưới Bình Dương, Thủ Đức á, ngay chỗ Đại học Quốc gia. Dạ. Yeah. Rồi chị ban ngày bán là anh chạy xe suốt hả? Hay à thì sao? Nói chung là chạy suốt nhưng mà dạo này xe đang hư, rồi ở nhà. Yeah. À, rồi nghe tin ba vậy là lên đây. Là hồi sớm là anh ở Thủ Đức anh chạy xuống hay là sao? Dạ đúng rồi, ở Thủ Đức chạy xuống. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi em cảm ơn anh. Dạ dạ. Thầy chị kêu bằng cha hay bằng bố? Bố ba, cái bằng là ba hả? À. Thì hay tình mắt vậy đó, không bệnh hoạn nhưng mà tự tử mắt thì chị nghĩ sao? Chị cảm giác sao? Nói chung giờ mà nói mà để chị phát biểu cảm giác thì không còn cái gì để nói nữa. Yeah. Thôi. Tại vì mình cũng lớn rồi mà không lo được cho ba cái gì, để ba đi làm bực khổ rồi vậy nên nói chung mình cũng không, nói chung không biết dùng
mặt hội thiện nguyện BDS đội cứu thương không đồng, em xin chia buồn cùng gia đình. Yeah. Em chỉ biết chung tay là đưa chú về ngoài miền Nam thôi. Yeah. Chứ cũng không biết giúp đỡ gì nữa. Dạ, yeah, vậy yeah. Là gia đình em cảm ơn nhiều lắm rồi, chứ không còn gì nữa, không cảm ơn. Dạ. Đó là sự giúp đỡ quá lớn rồi, chứ giờ gia đình nói chung là ở quê thì nó cũng khó khăn. Dạ. Mà thứ nhất là hỗ trợ được cái phần kinh phí, mà hai là cũng có cái tình cảm được con người với con người sống với nhau, cho nên là gia đình chị chắc xin cảm ơn em cũng như trong ban hội tình nguyện rất nhiều. Dạ. Phải vì mà gặp được chú Tám Sang đó thì còn cảm ơn nhiều. Chú đang ở ngoài miền Trung luôn, chú đang ngoài Quảng Trị hướng qua. Dạ. Chú này chuyến này là chú đi cứu trợ là đợt 3. Em đi hai đợt, một đợt ở ngoài là đợt cơn bão số mấy mà ở ngoài đó ngập lớn dữ lắm. À, là mấy tháng hai mấy... tháng rồi. À. Rồi tháng trước tháng sau là mới đi nữa đợt 2. Còn đợt này là chú sư phụ đi có một mình thôi. À. Sư phụ dẫn theo hai người đệ tử nữa. Là chỉ đi ba thầy dò. Ý là năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà giỏi vậy? Dạ. Yeah. Chị lên mạng. À. Chú Tân Sang đợt về rồi mà cái sông Phan đó, sông Phan nó không cho qua đó đúng không? Dạ, từ ngày làm tôi biết sông Phan đó. À. Thì đúng rồi anh. Các chú thì biết rồi. À, thì sư phụ đi cứu trợ khắp nơi vậy đó. Dạ. Với lại chữa bệnh. À. Mà tụi em thì chạy xe không đồng cho chú. À, em hỗ trợ với chú luôn. Dạ. Chào khán giả theo đưa xe tụi em đưa cho chưa chú về Quảng Nam nghe quý vị. À, kính thưa quý vị khán giả, sau khi chạy một đêm suốt một đêm là 6:18 chúng tôi cũng đã đến nhà của được nhà còn cỡ một không cỡ số nữa là tới nhà luôn. Đường cũng khá hẹp, vừa đủ cái xe luôn. Suốt đêm đi đường núi không. Để đi con. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2020 em Phi, hello chào các ông người, và anh Y Chan đã tới nhà hôm 8/2 gì đó, Tiên Sơn huyện Tiên Phước, xã Tiên Sơn huyện Tiên Phước, nên em đã có mặt đang cái sao bị nhóm đây thường trú luôn à. Đào qua đi trước đây. Đâu đây, đâu đó. Đâu đâu đây đây. Đâu đâu đây. Kêu chú xuống giùm con. Ba bên nhà nha, ba bên nhà luôn đó. Ôi,
cô là ai? Cô là cháu. Cháu của chú ấy. À, cô ở đây hả? Ở đây. Chú là vô ra ngoài Sài Gòn nó làm lâu chưa cô? Chú thì chú đây. Chú đây thì lông lọt, chú đi lòm mà ăn cùng đó, nhưng mà đợt này là vô trong Sài Gòn được có 7 tháng rồi. Cô tên gì? Cô là cô Liên, Lê Thị Liên. Lê Thị Liên. Nhà cô đâu đây? Nhà cô ở gần bên đây. Nhà đâu? Ở đâu? Khúc nào? Từ cũng đặt xa đây khóc nữa. Cái chuyện đó gia đình cảm ơn bọn con rất nhiều, đưa tiễn chú về đến nhà. Cô biết nhà của chú có bao nhiêu người không cô? Bao nhiêu người con? Cả 4 đứa con, 2 đứa con gái có chồng, 2 đứa con trai thì nó trong lẫn bệnh tật liên tục đó. Đi lòm cũng không được cho nên bán phải đi lòm. Còn phụ nữ như cô ở nhà nuôi mấy con heo thôi, con không có lòm chứ được cái. Cháu đi lòm phụ hộ, chú đi cùng mấy cái đợt đi á là chú vô trong nơi chú lòm đặng cho nhẹ nhòn hơn chút. Công việc nhẹ nhòn hơn chút mà không có việc đi đây mà chú cũng bệnh nữa, nó thiệt là trong người chú có bệnh. Cái nhà phía đây là cái nhà của chú luôn hả cô? Cái nhà nó nhà của họ nhưng mà nói gần với nhà của chú. Nhà của ai cô? Nhà của họ là của bà em á. Ý hả? Là anh em ở chị em ở trong với nhà là nhà bà bên em đây bên kia. Là cái nhà của chú. Cái nhà đây với nhà là của chú. Hồi xưa chú lòm ăn cũng đến đổi mà sao đi con bệnh tật, cái chú cũng lâm bệnh nữa, cái hiện đó chú phải bỏ nhà ra đi lòm nữa đó con, thấy tội quá con không. Chú bệnh mà chú cũng giống đi chữa bệnh nữa cho nên mới cái chuyện ra đi đây con. Có gì đó cô cảm ơn những người mà lo lắng cho chú rồi cô cũng cô bối rối quá cô cũng biết nói chi, chúc bọn con mạnh khỏe, những người mà giúp những người khó khăn như chú như đây mạnh khỏe. Cho em xin tấm giấy anh. Dạ, giấy có đây con. Giấy này cô. Anh coi ở đây đầy đủ chưa, có thiếu sót gì không ơi? Rồi em cảm ơn. Trời còn cái này là cái điện có này có một chú cái máy lồng nước. Không cô ơi. Em không có nhận. Không có nhận đâu cô ơi, cô ơi. Cô cắt đi. Tội lắm con nè. Dạ mấy con không có nhận đâu. Gia đình không là bao nhiêu mấy chứ mà. Ý là con về. Dạ không. À, không nhận. Cứ thôi cô cảm ơn nhiều cô, cho cô đại diện gia đình là gửi lời cảm ơn tất cả các anh em nha con. Chứ dạ. Cô cũng không biết nói gì nữa hết. Dạ thôi con xin thay mặt bên nhóm hội thiện nguyện BDS xe cứu thương không đồng, con xin chia buồn cùng gia đình. Rồi cô cảm ơn con. Dạ mấy con đưa chú tới nhà thôi, giờ mấy con quay trở về Sài Gòn. Rồi. Rồi. Con còn chạy nữa. Rồi cô nói chung là nếu như mà cô có sắp xếp được chuẩn bị cho cô nói cho thỏa mãn cái làm của cô, nhưng mà thật sự cô bối rối, cô không nói được gì hết, cho nên cái gì đó cô gửi lời đến nhà cái công ty mà ở tình nguyện là cô cảm ơn rất nhiều con nha. Tình nguyện của con chứ không phải công ty gì hết cô. Thôi cô cảm ơn. Thôi chào anh em về nha. Chào chú về. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi rất là cảm ơn bên hội nguyện nhiều. Dạ. Con về chú ơi. Cảm ơn hai con nha. Dạ. Rồi chào anh. Đi một đoạn đường xe nó dời tối trời mưa sương mù đẹp nè, đi đường đèo núi không. Với anh DJ sẽ kết thúc video tại đây nghe quý vị khán giả. Em về Sài Gòn đây. Đây là kênh YouTube của hội thiện nguyện BDS, quý vị hãy đăng ký và chia sẻ giúp hội thiện nguyện nha. Một cái chia sẻ của quý vị á, sẽ giúp được cho bà con nghèo biết đến đội cứu thương không đồng, và một phần giúp cho đội cứu thương không đồng có được một giọt xăng, một giọt dầu để đi chở bà con. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả và Mạnh Thường Quân. Xin chào, chúc quý vị khán giả và Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước một buổi sáng an lành hạnh phúc.